lên thiên đàng, lên thiên đàng, lên thiên đàng nè, lên thiên đàng, lên thiên đàng, lên thiên đàng nè. Nếu bạn muốn mua robot giá rẻ thì hãy đến ngay shop robotviet.com nhé. Từ từ, cho tôi mở clip lên cái, chờ tí xíu. Yo. Ơi. Ê. 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 Thằng gian con người quá vậy. Đánh giá là đánh hơi đau quá nha. Chơi game không có được ăn gian như vậy nha. Lớn rồi. Có 4.000 nam à. Kinh khủng thiệt. Tuy là chết đó nhưng mà quẹt cái trái mago nó quẹt trúng cái gần 4.500 đam ghê vậy. Leader xài cái trái để dành đi PK mà mọi người mình cũng gọi là thông cảm đi. Chơi game mà cứ rình rình thôi à, chơi game mà cứ muốn win thôi à. Không, nhưng mà hồi nãy anh đánh trúng em có đúng có chiêu Z thôi mà 4.500 đam á dân. Cái mà gu xàm thì chứ. Yo. Yo. Phải bật 2 key quan sát lên trước mọi người, không leader nó tức mình nữa. Rồi xong rồi, thấy tới công chuyện rồi đó. Thấy tới công chuyện leader rồi đó. Tới công chuyện leader rồi đó. Ô hụt. Sao mà được. Thấy dính cái chiêu mago rồi, thấy đi rồi đó. Không, nhưng mà cái trái mago này đam nó kinh dị quá à dân à. Cái kia kiểu nhiều khi em bị dính một con cái trái băng, nhiều khi dính một combo anh còn chạy được nha. Cái trái này mà nó dính combo là khó lắm đấy. Từ từ cho hồi máu được không á. Đánh thì cũng phải cho người ta hồi máu chứ. Tuy là mình có gọi là mới có mới thua nhưng mà cũng không có cay cú nha. Sao? Nói gì đi. Vậy nhường anh đó hả? Ok, nhường, bây giờ kêu nhường. Ok. Rồi, xong rồi anh hồi máu đây rồi nè. Vô. Được đấy. Gọi là combo đồ đấy thì nói chung thì anh biết là đi, anh biết làm sao để anh có thể giết được em rồi đó, là nhờ em thôi. Giải mà mọi người giờ đây đâu quýt combo đúng không, mình né à, do em không có bị mất máu đúng không. Do làm sao người ta để dính lần thứ hai được, làm sao người ta để dính lần thứ hai được đúng không, đúng không? Làm sao người ta có thể để dính lần thứ hai được, đúng chưa, đúng chưa?
chạy đi đâu. Không sao, con gọi là con trao được. Đưa chạy lẹ quá mọi người. Ô, tự lao đầu vô à. Chạy đi đâu. Chạy đâu, đứng lại đi. Đứng lại đi. Hên cho leader hết nhờ. Sờ bánh chim. Chạy hơi nhanh đây. Haki đồ lên chứ. Đừng. Ok, đây đó chạy hồi combo hả vậy thôi, anh cũng chạy. À, tự chơi ngu rồi. Khổ thế nhờ. Rồi, nói chung có giết được dân cũng vui rồi, giết được hai lần cũng vui rồi. Trận cuối nha. Nhưng mà em thấy trái Mago này nó kiểu bị dính, nó không cần gọi là phải, chỉ cần nó bị dính kia là nó bị khựng là nó dễ đánh lắm. Không mà không cần phải combo, kiểu dính trúng chiêu là nó đau lắm. À, anh lấy cái bô lê hả? Thôi không cần đâu. Anh không, anh xài đúng, anh gọi là anh BK bằng đép thôi mà. Vô. BK bằng đép cho nó dễ à. Ok. Thôi coi như là cũng quánh với leader như ta. 5-6 game thì win được 2 game thì cũng được đi. Không gọi tới cái độ mà tại vì nay leader nó chơi mình lên được 2 mực rưỡi, lại lên được 2 mực rưỡi bao ti rồi. KS được mớ bao ti của leader.